Một Phật tử nữa hỏi gia đình con có lăng mộ trước cửa vào. Gia đình con có lăng mộ. Trước cửa vào lăng gia đình con có gắn tấm bia ghi câu Sơn Hải Trấn có được không ạ? Hai, phần mộ của nhà ngoại con, các mộ có xây kiên thì có sửa lại, xây kiên cố, chắc là thiếu chữ cố, xây kiên cố thì có sửa lại được không ạ? Nếu sửa thì gia đình con nên làm thủ tục như thế nào ạ? Con xin tri ân Thầy. Phật tử hỏi là gia đình có lăng mộ, chắc lăng mộ bên nội. Trước cửa vào lăng mộ có đặt cái bia đá có từ có chữ Sơn Hải Trấn. Cái từ Sơn Hải Trấn này người ta chỉ có làm khi mà có một cái gì đó tác động về phong thủy nó xấu. Ví dụ trong phong thủy học còn là cái đường nó đâm thẳng vào cái khu lăng mộ nhà mình thì mới làm cái bia là ghi là Sơn Hải Trấn, hoặc là gì ghi cái tên là Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Cái cách ghi là như thế, có thể là Sơn Hải Trấn hoặc có thể ghi là gì Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Đó. Thì người ta để gì để chấn cái đường nó đâm vào, hoặc cái sông nó đâm vào, hoặc cái gì cái mũi nhọn của cái nhà ở đằng trước nó đâm vào, hoặc cái gốc cây thẳng nó đâm vào, vân vân, có thể. Đó. Trong phong thủy nó có nhiều cách. Chứ còn nếu mà không có cái gì nó tác động vào như là con đường, là dòng sông, là cái cây to, hoặc là cái nhà, hoặc là cái góc mộ của cái nhà đối diện thì nó đâm vào, và cái mũi nhọn, nói chung là cái mũi nhọn đâm vào. Còn như hai cửa mà thì hai cửa của mộ nhà bên kia, mộ nhà bên này mà đối nhau không sao, cứ giống như ở phố chúng ta bây giờ thôi, có gì đâu, đúng không? Ở phố họ cái chia lô á, bên trái bên phải, đường bên trái đường bên phải, vậy thì cũng chấn nhau à? Đó, chấn là tùy theo thôi. Chứ còn cái trường hợp này nếu mà không phải như thế thì chúng ta cũng không nên dùng. Nói như con dao hai lưỡi, phong thủy học, phong thủy nó như con dao hai lưỡi. Chúng ta dùng đúng là rất tốt, dùng không đúng thì chả khác gì tự nhiên mình lại buộc đá vào chân để chúng ta bước đi vậy. Cho nên trường hợp này, Phật tử là hỏi có được hay không thì Thầy cũng chưa nắm được là đằng trước nó có gì không. Như Thầy nói sơ sơ như vậy. Nếu đằng trước nó không có cái gì đặc biệt như là đường đâm vào, sông đâm vào, gốc cây to cổ thụ, hay là cái nhà đằng trước nó đâm cái vật nhọn vào cái cửa lăng mộ gia tộc dòng họ nhà mình ấy, thì cũng không nên dùng cái Sơn Hải Trấn này vậy. Cũng không nên dùng cái bia Thái Sơn Thạch Cảm Đương vậy. Để bình thường đi là tốt nhất. Còn nói là bên mộ họ ngoại xây kiên cố có nên sửa hay không? Nếu mà kiên cố mà đẹp rồi thì thôi. Cái chuyện mồ mả đừng có nên hơi một chút là động vào. Động vào có khi lại nguy. Bình thường mà xây kiên cố đẹp rồi thì thôi. Đua đòi với nhà bên cạnh họ xây to, xây cao, xây ấy là gì? Không cần phải đua đòi đó. Mà điều quan trọng mình sống làm sao cho tốt. Làm con người lương thiện, tu nhân tích đức hiếu thảo với ông bà, ông vải, ông bà cha mẹ, tổ tiên. Rồi chúng ta sống gì? Làm một con người tốt về mọi mặt. Thì cái đó mới là cái gì? Ông bà tổ tiên chúng ta muốn, chúng ta xây dựng lên cái đạo đức, xây dựng cái nền tảng đạo đức, cái lối sống lành mạnh, truyền thống tốt đẹp của cha ông, của tổ tiên chúng ta ấy. Chứ còn xây mộ thật to mà chúng ta sống chẳng ra cái gì á, tham ô hối lộ, sống một cách là gì? Làm những cái việc phi pháp, phi luật, phi đạo đức á, thì có xây mộ to đến đâu á, thì cũng chẳng có lợi ích gì đâu. Thậm chí là khiến cho các cụ còn tổn phước, về cõi âm nó còn tổn phước nữa. Cho nên nếu yên mổ yên mà đẹp rồi thì cứ để nguyên. Để chúng ta sống yên rồi, gia đình yên, dòng họ yên rồi cứ để như thế thôi.